Bí mật để trở thành một thỏi nam châm hút tiền. Xin hãy nhớ rằng không có gì trên đời quý hơn sức khỏe. Bạn có thể nỗ lực làm việc chăm chỉ, nhưng bạn không thể liều mạng kiếm tiền không màng đến sức khỏe của chính mình. Hãy đối xử tử tế với bản thân, chăm sóc tốt cho bản thân và có một cơ thể khỏe mạnh trước khi thực hiện những kế hoạch tương lai khác. Kính thưa quý vị và các bạn, sau đây là nội dung chính trong video này. Làm thế nào để trở thành một thỏi nam châm hút tiền? 6 quy luật biến bạn trở thành một thỏi nam châm hút tiền. 8 câu bí mật tâm lý giúp người giàu trở thành thỏi nam châm hút tiền. Đa số người nghèo ngần ngại nên chẳng thể đổi đời. Bí mật của những bậc thầy kiếm tiền, tập trung làm 5 điều này còn quan trọng hơn là kiếm được tiền tỷ trước mắt. 99% lời khuyên về làm giàu đều được tóm gọn trong 10 chữ này. Ai cũng hiểu nhưng không biết thực hiện ra sao. Làm việc nhiều, tiêu tiền ít, đầu tư khác biệt. Học cách tối giản về tiền, tiết kiệm ngay khi có lương, chắc chắn phải lập quỹ khẩn cấp. 5 điều cần khắc cốt ghi tâm của người làm chủ tiền tài. Không bị đồng tiền chi phối, của cải nhiều vô kể, nhưng đời người chỉ có một. Chuyên gia tâm lý học cho biết, có 7 kiểu tính cách về tiền bạc, bạn thuộc loại nào? Đặc biệt hơn, ở phần cuối video này là phần chia sẻ 45 quy tắc thịnh vượng ai cũng nên khắc cốt ghi tâm. Những câu thần chú về tiền bạc giúp bạn làm chủ sự giàu sang và thành công. 108 câu thần chú thu hút tiền bạc và sự giàu có ngay lập tức bằng luật hấp dẫn. Sau đây là nội dung chi tiết. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nhé. Phần 1. Làm thế nào để trở thành một thỏi nam châm hút tiền? Bạn là một thỏi nam châm thu hút đến bạn tất cả mọi thứ, thông qua tín hiệu bạn phát ra từ những suy nghĩ và những cảm xúc của bạn. Cho nên, từ hôm nay, bạn hãy bắt đầu làm những điều này. Hãy thật rõ ràng về khoản tiền mà bạn muốn nhận được. Hãy tuyên bố số tiền mà bạn muốn kiếm và tập trung toàn lực vào mục tiêu đó. Đừng nghĩ về việc làm thế nào để bạn có thể kiếm được nó, mà hãy nghĩ đến việc bạn muốn nhận được bao nhiêu tiền. Hãy yêu tiền. Hầu hết mọi người không yêu tiền, bởi vì họ luôn cảm thấy họ không có đủ tiền. Hãy tưởng tượng và hình dung rằng bản thân bạn đang chi dùng với số tiền mà bạn mong muốn, chi như là bạn đã sở hữu số tiền đó rồi. Hãy nói ra, hành động và suy nghĩ từ với tư duy của sự sung túc ngay lúc này. Loại bỏ đi những suy nghĩ và lời nói thiếu tự tin như tôi không thể đáp ứng được, nó quá đắt. Bạn đừng bao giờ nói và suy nghĩ thiếu tự tin về tiền bạc dù chỉ là một giây nào. Hãy biết ơn tất cả số tiền mà bạn đang có. Hãy đánh giá cao từng đồng tiền ngay khi bạn có được. Hãy lập danh sách tất cả những thứ bạn muốn mua với một số tiền dồi dào. Hãy làm bất cứ điều gì khiến bạn cảm thấy sung túc. Luôn khẳng định với bản thân mỗi ngày rằng bạn dư giả về tiền bạc và việc đó đến với bạn với rất ít nỗ lực. Luôn ngưỡng mộ và đánh giá cao những người giàu xung quanh bạn, cũng như những người giàu xung quanh những người khác. Hãy tìm kiếm sự giàu có ở bất cứ nơi đâu và đánh giá cao sự giàu có. Bạn hãy áp dụng luật hấp dẫn ở phần cuối video này để thu hút tiền về cho mình. Hãy luôn chắc chắn rằng tiền đang đến với bạn. Hãy yêu quý bản thân mình và nhận thức rằng bạn xứng đáng và giá trị để có thật nhiều tiền. Hãy ghi nhớ với bản thân mình mỗi ngày rằng bạn là nam châm hút tiền. Và hãy tự hỏi mình mỗi ngày rằng ngay lúc này suy nghĩ của tôi đang giúp tôi thu hút tiền hay đang đẩy tiền ra xa. Luôn luôn trả cho bản thân của bạn trước từ lương của bạn, rồi sau đó mới trả cho những người khác. Với mỗi hành động đó, bạn đang nói với vũ trụ rằng bạn thật sự là người xứng đáng và có giá trị. Hãy lặp đi lặp lại mỗi ngày, tôi là nam châm hút tiền, tiền đang đến với tôi một cách dễ dàng và không cần nhiều nỗ lực. Hãy viết ra tấm ngân phiếu cho bản thân bạn với tổng số tiền mà bạn muốn có và muốn sở hữu trong ví tiền của mình. Hãy nhìn nó thường xuyên. Hãy làm bất cứ điều gì khiến bạn cảm thấy vui vẻ. Chính cảm xúc vui vẻ và hạnh phúc là những thỏi nam châm hút tiền mạnh mẽ nhất. Hãy hạnh phúc ngay bây giờ. Hãy yêu quý bản thân mình. Sự giàu có là một suy nghĩ. Tiền bị hút đến bạn hay bị đẩy ra khỏi bạn,
tất cả phụ thuộc vào suy nghĩ của bạn. Quý vị thân mến, không có gì lạ khi hầu hết chúng ta đều muốn có nhiều tiền hơn trong cuộc sống của mình. Và trong khi bạn không thể vẫy chiếc đũa thần để trở thành một thỏi nam châm hút tiền, bạn vẫn còn cách đơn giản khác để thu hút sự giàu có về phía mình. Nghe có vẻ như không thực tế, nhưng sự thật là ngay cả những người đang gặp khó khăn về tài chính cũng có thể vượt qua và trở nên giàu có hơn bằng cách áp dụng những thói quen và tư duy đúng đắn này. Michael Kay, một nhà hoạch định tài chính được chứng nhận và là tác giả của Dự án Cảm nhận của sự giàu có, tái phát minh hiểu biết của bạn về sự giàu có đích thực để tìm thấy hạnh phúc đích thực, cho biết chỉ vì bạn gặp vấn đề về tiền bạc, không có nghĩa là bạn không thể thay đổi. Bạn chỉ cần sẵn sàng để thay đổi. 1. Hiểu lý do tại sao bạn muốn giàu có. Muốn giàu thôi vẫn chưa đủ. Bạn phải hiểu tại sao giàu có lại quan trọng đối với bạn. Cái nói, đôi khi mọi người có những ý tưởng về sự giàu có, nhưng lại không phải là một suy nghĩ chắc chắn. Để tăng khả năng đạt được sự giàu có, hãy dành thời gian suy nghĩ về mục tiêu của bạn. Bạn có muốn kiếm thật nhiều tiền để có thể sở hữu một ngôi nhà lớn, một chiếc xe sang và có những chuyến đi thú vị? Hay bạn hy vọng có được sự giàu có để có thể nghỉ hưu sớm? Sau khi xác định chính xác việc giàu có ý nghĩa như thế nào đối với bạn, bạn có thể xác định liệu mục tiêu của mình có phải là mục tiêu thực tế hay không, dựa trên thói quen tài chính hiện tại của bạn. 2. Lập một kế hoạch chi tiết để đạt được mục tiêu. Những người có khả năng thu hút tiền bạc thường có xu hướng xác định kế hoạch hành động rõ ràng để đạt được mục tiêu của họ. Thay vì giải quyết các vấn đề chung chung, những cá nhân này suy nghĩ chi tiết và cụ thể về cách làm. Ví dụ, nếu bạn muốn có 1 triệu đô la vào năm 40 tuổi, bạn cần biết mình phải dành ra bao nhiêu tiền mỗi tháng trong tài khoản hưu trí hoặc tài khoản đầu tư. Ngoài ra, bạn cần biết loại lợi tức đầu tư nào là cần thiết để đạt được mục tiêu 1 triệu đô la trong số năm nhất định và những rủi ro nào liên quan đến việc nhận được khoản lợi nhuận đó. 3. Phát triển những thói quen tuyệt vời để hỗ trợ thành công lớn. Những người tiết kiệm tốt nên phát triển các thói quen tài chính lành mạnh, chẳng hạn như tự trả tiền trước. Cay nói, nếu bạn có những thói quen tuyệt vời về tiền bạc, cơ hội thành công của bạn sẽ lớn hơn rất nhiều. Ví dụ, mỗi khi bạn được tăng lương, bạn nên tiết kiệm thay vì tăng chi tiêu với số tiền dư trong phiếu lương. Ngoài ra, hãy tiết kiệm tiền bằng cách tạo ra ngân sách và theo dõi chúng trong suốt cả năm, đồng thời từ bỏ những thói quen đang khiến bạn nghèo đi. Thay vì ăn ở ngoài thường xuyên, hãy cố gắng nấu ăn nhiều bữa hơn ở nhà và áp dụng những thói quen khác có thể giúp bạn tiết kiệm một khoản tiền nhất định. 4. Suy nghĩ kỹ trước khi hành động. Để trở thành một thỏi nam châm hút tiền, bạn cần hiểu sự khác biệt giữa nhu cầu và mong muốn. Nếu bạn mua hàng một cách bốc đồng, mua bất cứ thứ gì bạn muốn, bạn có thể sẽ không bao giờ đạt được mục tiêu tiết kiệm của mình. Cay nói, một số người khó có thể trì hoãn sự hài lòng và những người khác thì không. Ví dụ, nếu bạn thấy thứ mình muốn, hãy cho bản thân một khoảng thời gian suy nghĩ. Hãy chờ ít nhất 24 giờ trước khi mua để xác định xem liệu việc mua nó có thực sự xứng đáng với số tiền bạn vất vả kiếm được hay không. Với mỗi khoản chi tiêu, hãy tự hỏi bản thân liệu nó có đưa bạn đến gần hơn hay xa hơn mục tiêu của mình. 5. Hãy lạc quan. Bạn có thể cho rằng mình sẽ hạnh phúc khi đạt đến một mức thu nhập nhất định. Tuy nhiên, đối với một số người, điều ngược lại có thể đúng. Hạnh phúc thực sự có thể giúp họ kiếm được nhiều tiền hơn. Tom Colley, người đã nghiên cứu hành vi của những người giàu có trong cuốn sách Những Thói Quen Giàu Có, Thói Quen Thành Công Hàng Ngày của Những Người Giàu Có, nói rằng sự lạc quan có thể biến bạn thành một thỏi nam châm hút tiền. Ông nói, 70% triệu phú tự thân trong nghiên cứu của tôi rất lạc quan với cuộc sống. Họ luôn tin vào bản thân và nhiệt tình theo đuổi ước mơ, mục tiêu của chính mình. 6. Phát triển điểm mạnh của bạn. Tất cả chúng ta đều có những khả năng nhất định khiến bản thân trở nên đặc biệt. Những điểm mạnh này có thể đến tự nhiên, chẳng hạn như trí thông minh hoặc sự sáng tạo,
hoặc chúng có thể là những đặc điểm bạn học được từ cha mẹ mình, chẳng hạn như sẵn sàng chấp nhận rủi ro. Nếu bạn muốn đạt được thành công về tài chính, bạn cần bắt đầu bằng cách xác định điểm mạnh của mình và xác định cách chúng có thể giúp bạn thu hút và kiếm tiền. Ví dụ, nếu bạn thích gặp gỡ những người mới, bạn có thể kiếm thêm tiền khi làm tài xế sau giờ làm việc. Bạn cũng có thể tập trung vào việc phát triển chuyên môn thông qua giáo dục và kinh nghiệm. Coley nói rằng những người giàu có mà ông nghiên cứu hoàn toàn không phải là người giỏi tất cả các ngành nghề. Thay vào đó, họ xuất sắc trong một số lĩnh vực chính, bởi vì họ sở hữu kiến thức chuyên môn độc đáo trong một số lĩnh vực thích hợp. Họ có thể kiếm được nhiều tiền hơn và từ đó trở nên giàu có, ông nói. 7. Chủ động theo dõi tiến độ bản thân. Cũng giống như những người đang cố gắng giảm cân, cần bước lên bàn cân hàng ngày, những người tìm kiếm sự giàu có cần theo dõi sự tiến bộ của họ. Theo Cay, những người hiểu biết về tiền bạc thường xuyên kiểm tra tài chính của họ để xem những nỗ lực của họ đang được đền đáp như thế nào. Ngoài ra, các cá nhân phải luôn chú ý đến các cơ hội dẫn đến sự phát triển, những điều họ có thể làm để tăng tỷ lệ thành công. Và nếu bạn có một bước lùi, hãy kiên cường và tập trung vào việc phục hồi hơn là để một lần vấp ngã trở thành vật cản trở thành công của bạn. Theo Coley, các triệu phú tự thân mà ông nghiên cứu không bao giờ từ bỏ ước mơ của họ. Phần 2. 6 quy luật biến bạn trở thành một thỏi nam châm hút tiền. Quy luật số 1. Đồng tiền là một trò chơi. Cũng giống như tất cả trò chơi khác, nếu muốn thắng cuộc, bạn phải nắm rõ quy luật, và khi đã hiểu luật, thực tập nhiều lần bạn sẽ trở thành người thành thạo trong trò chơi đó. Ví dụ, nếu bạn chơi cờ vua, cờ tướng với các đại kiện tướng của Việt Nam hoặc thế giới, thì phần thua chắc chắn sẽ thuộc về bạn. Hoặc nếu bạn chơi với em bạn, cháu hay con của bạn một game mới toanh, lạ lẫm, thì phần thua chắc chắn sẽ thuộc về bạn. Điều đó không có nghĩa là những đứa trẻ thông minh hơn bạn, mà là do chúng đã chơi trò chơi này rất nhiều trước đó. Và tiền bạc là một trò chơi của lãi kép, của những giá trị nhân đôi, của đầu tư và tiết kiệm. Nếu bạn hiểu được điều đó, hiểu được tất cả các quy luật, thì bạn sẽ chơi trò chơi này thành thục. Quy luật số 2. Đừng bao giờ ghét tiền. Tại sao? Vì nếu ghét tiền, tiền sẽ không bao giờ đến với bạn. Người giàu rất keo kiệt, bùn xỉn. Tiền bạc không mang lại hạnh phúc đâu. Những tư tưởng phiến diện đã in sâu vào tâm trí của bao thế hệ người Việt. Nhưng kỳ thực, đối với những con người với tư duy giàu có, tiền bạc và hạnh phúc là hai phạm trù khác biệt. Tiền bạc thực sự không mang lại hạnh phúc, nhưng ắt hẳn không có tiền sẽ là nguồn cơn của bất hạnh, mâu thuẫn trong các mối quan hệ. Quy luật số 3. Hãy trở thành người tạo ra giá trị. Tiền bạc yêu người tạo ra giá trị. Chúng ta có thể lấy ví dụ của Bill Gates, Warren Buffett hay Jeff Bezos. Tại sao họ lại là những người giàu có nhất hành tinh? Vì họ tạo ra giá trị nhiều hơn gấp nhiều lần so với phần còn lại của trái đất này. Người thành công tạo ra giải pháp, biến cuộc sống của người khác trở nên thoải mái và dễ dàng hơn. Bạn cũng có thể như thế. Bạn có thể học cách tạo nên và trao đi giá trị cho người khác nhiều hơn những gì mà bạn muốn nhận về. Quả ngọt sẽ chờ đón bạn không chỉ ở cuối hành trình, mà còn cả trên con đường tạo nên giá trị mà bạn đang đi nữa. Quy luật số 4. Đồng tiền luôn luôn vận động. Đồng tiền luôn luôn vận động và không bao giờ ngủ yên. Tại vì sao? Vì một đồng chi tiêu của bạn có thể trở thành một đồng thu nhập của người khác. Và nếu bạn chi tiêu cho tài sản, tiền của bạn sẽ nhanh chóng tăng trưởng. Còn nếu bạn dùng số tiền đó để mua tiêu sản, thì giá trị đồng tiền ban đầu sẽ bị lạm phát bào mòn theo thời gian. Còn nếu bạn nghĩ việc cất tiền nằm trong két sắt hoặc tài khoản ngân hàng để 10 năm, 20 năm sau bạn có thể trở nên giàu có, thì đó là quan niệm sai lầm. Bạn đang làm ngược lại quy luật vận động của đồng tiền. Cho nên, hãy tìm cách đưa đồng tiền đang nằm yên trong tài khoản của bạn sang một tài khoản đầu tư để tạo thêm giá trị gia tăng cho xã hội cùng với mức lãi suất kép cao hơn cho chính mình. Quy luật số 5. Đồng tiền thích chơi với người giàu. Bạn là bình quân của 5 người thân gần gũi nhất hàng ngày.
Nếu bạn chơi với người giàu, bạn sẽ là bình quân của 5 người giàu. Bạn sẽ học được tư duy của người giàu. Họ đọc gì, nghĩ gì, làm ăn ra sao, kiếm tiền thế nào, cũng như cách dạy dỗ con cái của họ. Điều đó không có nghĩa là đang khuyên bạn bỏ rơi hay đừng bén mảng tới người nghèo, mà là nếu bạn muốn giàu có hãy kết thân nhiều hơn với người giàu. Quy luật số 6: tiền bạc là cuộc chơi dành riêng cho bạn. Vì là cuộc chơi của bạn, nên đừng so sánh nó với cuộc chơi của người khác. Bởi hoàn cảnh, vốn đầu tư, kinh nghiệm, cách kiếm tiền của bạn không giống họ. Đừng nhìn sang bạn bè, hàng xóm hay mọi người xung quanh để mà ghen tị. Hãy đi theo cuộc chơi của riêng mình, và đồng tiền sẽ đi theo bạn, sẽ phục vụ cho bạn. Một điều chắc chắn là khi bắt đầu trò chơi mà bạn đã nắm rõ luật và đã thực hành nhiều lần, thì thành công và giàu có là hiệu quả tất yếu cho tất cả những nỗ lực của bạn. Phần 3: 8 câu bí mật tâm lý giúp người giàu trở thành thỏi nam châm hút tiền. Đa số người nghèo ngần ngại nên chẳng thể đổi đời. Quý vị thân mến, muốn kiếm được nhiều tiền, trước hết phải nghĩ rằng việc kiếm tiền rất đơn giản, không có gì khó khăn phức tạp. Hầu hết chúng ta đều nghĩ rằng mình đang phải vật lộn để tìm ra cách thức kiếm tiền tốt nhất, và bởi vì chưa tìm được nên ta vẫn chỉ có ít tiền. Tuy nhiên, trong thực tế, chính tâm trí mới là thứ cản trở, đeo bám ta từ khi còn trẻ cho đến khi về già, không cho phép ta kiếm tiền giỏi. Và để khắc phục, hãy thử những thần chú sau đây để mở ra khả năng thu hút tiền về phía bản thân một cách lành mạnh, vui vẻ và mạnh mẽ. 1. Mất tiền cũng không sao. Hầu hết mọi người đều gắn tiền với giá trị bản thân, vì vậy họ rất sợ mất nó. Thực tế là ta sẽ không thể kiếm tiền nếu không biết chấp nhận ý nghĩ có thể mất tiền. Vốn dĩ việc kiếm tiền luôn đi kèm những rủi ro nhất định. Vậy nên hãy thoải mái và tin tưởng rằng bản thân vẫn sẽ ổn, kể cả có mất tiền đi nữa. 2. Kiếm tiền nghĩa là tạo ra sự khác biệt. Khi mọi người trả tiền cho ta, tức là họ đang cảm ơn ta vì đã cải thiện cuộc sống của họ. Tiền không phải là điều gì xấu xa. Đó là một dấu hiệu cho thấy ta đang đóng góp tích cực cho thế giới xung quanh. Điều đó cũng đồng nghĩa rằng càng kiếm nhiều tiền, ta càng tạo ra nhiều ảnh hưởng tích cực. 3. Đồng tiền này hướng về ai? Khi đã hiểu rõ về nguồn tiền của mình, ta bắt đầu nghĩ ra những cách trao đổi giá trị đồng tiền với những người phù hợp. Ai là những người nhiệt tình với các sản phẩm và dịch vụ mà ta cung cấp? Làm sao để khoanh vùng, xác định và tiếp cận họ? 4. Kể cả khi kiếm được rất nhiều tiền, tôi vẫn cảm thấy bình yên. Ta được nuôi dạy để luôn nghĩ rằng kiếm tiền đi liền với lòng tham. Tuy nhiên, không ai xây dựng sự giàu có theo cách đó. Hãy xem tiền như một công cụ để cải thiện không chỉ cuộc sống của chính mình mà cả cuộc sống của những người xung quanh, để khi có nhiều tiền trong tay, ta vẫn cảm thấy yên bình và mãn nguyện. Tiền có sức mạnh để thực hiện điều này, và khi nhìn nhận nó theo cách đó, ta càng dễ dàng kiếm được nhiều tiền hơn rất nhiều. 5. Kiếm thật nhiều tiền chính là sứ mệnh. Thế giới này sẽ sụp đổ khi mọi người không sáng tạo, chia sẻ và bán các sản phẩm tâm huyết của mình. Cũng có nghĩa là thế giới sẽ sụp đổ khi mọi người ngừng cố gắng kiếm tiền. Cần biết rằng, thu nhập giúp thay đổi cuộc sống và đưa mọi người thoát khỏi những khó khăn vướng mắc. Khi cung cấp một dịch vụ, ta đang thay đổi một cuộc đời. Ta cũng đang thay đổi cuộc sống. Khi kiếm tiền để giúp đỡ, giáo dục, nuôi dưỡng và chữa bệnh cho gia đình mình. Khi mang tiền ủng hộ cho một tổ chức thiện nguyện, ta đã góp phần thay đổi cuộc sống của rất nhiều người. Kiếm nhiều tiền không phải là một lựa chọn. Đó là nhiệm vụ, là sứ mệnh. 6. Kiếm tiền dễ thôi. Giống như hầu hết mọi người, ta sẽ thường xuyên hoang mang về dòng tiền. Nếu thiếu tiền, ta cần phải vắt óc để tìm cách kiếm thêm. Nhưng hãy ngồi lại, thư giãn và suy ngẫm theo hướng ngược lại. Nếu việc kiếm tiền là dễ dàng, thì sẽ như thế nào? Hãy xem điều gì sẽ xảy ra. Tâm trí sẽ trở nên tháo vát một cách đáng ngạc nhiên khi được thư giãn. Và khi đó,
ta sẽ có thể tìm ra nhiều cách để có thể kiếm tiền nhanh chóng và dễ dàng hơn. Ta có thể làm nhiều hơn những gì ta tưởng. 7. Tôi và tiền khác nhau. Số tiền ta có phụ thuộc vào những cách thức kiếm tiền mà mỗi người đã thực hiện trong cuộc sống. Nó không liên quan gì đến từng bản thể cá nhân. Ta không trở nên yếu thế vì không có nhiều tiền. Ta cũng không vượt trội hơn ai chỉ nhờ hàng triệu đô la Mỹ trong tay. Vì vậy, đừng gắn hình ảnh bản thân với đồng tiền, và ta sẽ tự do hơn nhiều trong việc tạo ra nó. 8. Tôi tận hưởng quá trình kiếm tiền. Rất nhiều người tin rằng việc kiếm tiền rất tẻ nhạt và khó chịu. Ta cũng được nuôi dạy để tin rằng việc kiếm tiền luôn đi kèm với những môi trường làm việc ngột ngạt hoặc những điều mờ ám, tốn công sức. Nhưng nếu kiếm tiền là thú vị thì sao? Điều gì sẽ xảy ra nếu ta có thể tận hưởng việc kiếm tiền? Lấy ví dụ, điều gì sẽ xảy ra nếu việc bán hàng trở nên thú vị vì ta biết giá trị mà khách hàng của mình sẽ nhận được? Khi biết cách tận hưởng và tìm kiếm niềm vui trong quá trình kiếm tiền, tự dưng hành trình kiếm tiền trở nên thú vị và suôn sẻ hơn rất nhiều. Phần 4. Bí mật của những bậc thầy kiếm tiền. Tập trung làm 5 điều này còn quan trọng hơn là kiếm được tiền tỷ trước mắt. Quý vị thân mến, bản chất của việc kiếm tiền không phải là tham lam vật chất phù phiếm, mà là muốn tạo cho mình cảm giác an toàn. Thực hiện được 5 điều này, tin chắc cuộc sống của bạn sẽ ngày càng khấm khá hơn. Thế giới của người trưởng thành đầy những vấn đề, và tiền là cần thiết để giải quyết được những vấn đề đó. Do đó, nhiều người luôn muốn kiếm nhiều tiền hơn và sống một cuộc sống lý tưởng. Nhưng thực tế thường là chỉ một số ít người có thể đạt được mục tiêu của mình. Không dễ để trở thành một người giỏi kiếm tiền và kiếm nhiều tiền. Nhưng chúng ta có thể khiến cuộc sống của mình trở nên dễ dàng, ổn định hơn bằng cách học hỏi tư duy kiếm tiền và cách làm việc từ những bậc thầy kiếm tiền. Có 5 điều mà các bậc thầy kiếm tiền đang làm. Nếu bạn đọc kỹ và áp dụng vào thực tế, tin chắc 5 điều này sẽ giúp bạn tiến lên một tầm cao hơn. 1. Đừng nghĩ mình đi làm thuê thì làm chỉ để cho xong. Trong cuộc sống, chúng ta thường ghen tị với những doanh nhân, ông chủ kiếm được nhiều tiền hơn, và chúng ta luôn tự hỏi tại sao họ kiếm nhiều tiền như vậy. Họ thường suy nghĩ như thế nào? Du Hồng Y, chủ tịch công ty an ninh mạng 360 Security Technology, từng nói trong một cuộc phỏng vấn: "Tôi từng làm việc cho Yahoo, nhưng lúc ấy tôi không cảm thấy mình đang làm việc cho người khác. Bởi vì đối với tôi, những điều đó sẽ rất có giá trị với những gì tôi sẽ làm trong tương lai." Theo quan điểm của ông, khi đi làm thuê là một quá trình học hỏi và thử và sai. Trong khi kiếm tiền, bạn có thể tích lũy kinh nghiệm nếu thành công, và bạn sẽ không mất gì nếu thất bại. Thật vậy, mọi thứ học được trong công việc và từng chút kinh nghiệm tích lũy được, cuối cùng sẽ được bản thân sử dụng và trở thành bàn đạp để thăng tiến và tăng lương. Khi nhà văn Du Du Ô Lửa đang làm biên tập viên, một hôm ông chợt nhận ra, ngày nay, với sự phát triển không ngừng của khoa học kỹ thuật, sự cạnh tranh trong các ngành nghề sẽ ngày càng gay gắt. Nếu bạn không có bước đột phá trong công việc, rất có thể bạn sẽ bị đào thải trong tương lai. Vì vậy, khi các đồng nghiệp của ông đi làm bình thường và nghỉ ngơi, ông thường làm thêm giờ để sửa bài và viết những điểm nóng vào lúc nửa đêm. Một năm rưỡi sau, với thành tích xuất sắc và tinh thần làm việc cho chính mình, Du Zhu Olu nổi tiếng trong ngành và được thăng chức từ biên tập viên lên phó giám đốc nội dung. Những con người vĩ đại đó có một đặc điểm là nâng cao năng lực của mình thông qua công việc, chứ không sa đà vào công việc. Bởi vì mặc dù chậm chạp có thể đạt được sự thoải mái trong thời gian ngắn, nhưng nó sẽ lãng phí rất nhiều thời gian và cơ hội để phát triển, và dần dần khiến bản thân trở nên kém cạnh tranh. Nếu bạn muốn đạt được sự phát triển tốt hơn và mang lại cho bản thân và gia đình những điều kiện vật chất tốt hơn, bạn phải nâng cao năng lực của bản thân thông qua công việc. 2. Nâng cấp nhận thức, xây dựng mô hình kinh doanh cá nhân. Tỷ phú Li Xiaolai tin rằng các mô hình kinh doanh cá nhân có thể được chia thành 3 loại. Đầu tiên là một đổi một, như công việc hàng ngày,
thứ hai là bán một thứ cho nhiều người cùng một lúc, chẳng hạn nhà văn viết sách, thứ ba là mua thời gian của người khác và bán nó đi, chẳng hạn như các doanh nhân. Chỉ là loại người thứ ba rất hiếm, và hầu hết mọi người đều là loại thứ nhất, đi làm bỏ công sức, lương cố định và thường theo hiệu suất. Nhưng những người đã hình thành tư duy kinh doanh sẽ nghĩ bạn có thể sử dụng thời gian và năng lượng hiệu quả hơn, đồng thời kiếm được vài đô la với thời gian bạn chỉ làm một việc không. Blogger Xiao Gùi còn được biết đến là một chủ cửa hàng thú cưng. Trong suốt 3 năm kinh doanh, anh thường cảm thấy bất lực và hoang mang trước một điều. Một số khách hàng thậm chí không có ý thức chung cơ bản nhất về việc nuôi thú cưng. Một lần, anh ấy bỗng nảy ra một ý tưởng. Anh ấy có thể chia sẻ những vấn đề mà anh ấy thường gặp phải, kinh nghiệm khi nuôi thú cưng lên mạng để nhiều người biết hơn không? Sau khi suy nghĩ về điều này, trước tiên anh ấy sắp xếp nội dung thành văn bản và đăng nó lên nền tảng nội dung, sau đó ghi lại thành video ngắn. Chỉ sau hơn một tháng, Xiao Rui đã có hơn 60.000 người hâm mộ trên 4 nền tảng. Giờ đây, trong khi điều hành một cửa hàng thú cưng, anh ấy cũng nhận quảng cáo cho các sản phẩm dành cho thú cưng trên mạng xã hội, và thu nhập của anh ấy cao gấp 3 lần so với trước đây. Vì vậy, miễn là khả năng chuyên môn của bạn đủ mạnh, bạn có thể giúp người khác giải quyết các vấn đề thực tế hoặc chia sẻ các phương pháp đã được chứng minh, bạn có thể thử xây dựng mô hình kinh doanh của riêng mình. Chỉ bằng cách này, sự giàu có sẽ giống như một quả cầu tuyết, ngày càng lớn hơn và liên tục đến với bạn. 3. Mở rộng tầm nhìn của bạn, xây dựng mối quan hệ và tìm kiếm khoảng trống thông tin. Có người đã nói, khả năng thu thập thông tin của một người sẽ trực tiếp quyết định mức thu nhập của anh ta. Tôi coi đó là điều hiển nhiên. Bản chất của việc kiếm tiền là tận dụng những lỗ hổng thông tin. Có 3 loại lỗ hổng thông tin phổ biến là tài nguyên, những gì tôi có. Còn bạn thì không, kỹ năng, những gì tôi biết. Bạn thì không, nhận thức, những gì tôi hiểu. Bạn thì không. Miễn là bạn tận dụng tốt một trong số chúng, bạn có cơ hội kiếm được nhiều tiền. Ví dụ, có một phương pháp phục chế ảnh cũ rất tiện lợi trước đây rất phổ biến, tải ảnh lên một phần mềm, rồi bấm cài tạo. Tuy nhiên, nhiều người đã không phát hiện ra bước này và chỉ có thể chi tiền trên Internet để tìm người khác làm điều đó. Do đó, những người phát hiện ra thông tin vào thời điểm đó về cơ bản đã kiếm được tiền. Vì vậy, làm thế nào để chúng ta thường tìm kiếm những khoảng trống thông tin? Cách dễ nhất và nhanh nhất là tham gia mạng xã hội chất lượng cao và làm quen với những người tài năng trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Bước vào vòng quay chất lượng cao không những được tiếp xúc với nhiều thông tin mới mà còn thấy được nhiều cách chơi mới, phá vỡ giới hạn về thông tin và nhận thức. Nhưng đừng chỉ làm quen với những người giỏi trong lĩnh vực của riêng bạn, mà hãy quan sát xem những người giỏi trong các lĩnh vực khác thành công như thế nào. Bởi vì logic cơ bản của việc kiếm tiền hầu hết đều giống nhau. Một doanh nghiệp có thể thành công trong ngành này có xác suất thành công cao trong ngành khác. Trong tương lai, chúng ta phải tránh xa những tương tác cấp thấp tiêu tốn sức lực của bản thân, giao tiếp xã hội nhiều hơn và gặp gỡ những người tốt hơn. Sau đó làm việc với họ để hiểu thời đại này và tích cực đón nhận những thay đổi. Nhờ đó việc tìm kiếm cơ hội kiếm tiền sẽ dễ dàng hơn. 4. Thời gian đầu tư, định giá thời gian, không làm những việc thấp hơn đơn giá thời gian. Vậy đơn giá của thời gian là gì? Giả sử tiền lương hàng tháng của bạn là 10.000 nhân dân tệ, khoảng 33 triệu đồng. Bạn làm việc 22 ngày một tháng, mỗi ngày 8 tiếng. Đơn giá thời gian là 56,82 nhân dân tệ, khoảng 188.000 đồng. Một giờ, những bậc thầy kiếm tiền thực sự đều tập trung vào việc làm những thứ cao hơn đơn giá thời gian. Bạn tôi, Yang Yang, là giám đốc bộ phận. Năm trước có 2 thực tập sinh đến bộ phận của anh ấy, Xiao Li và Xiao Ma. Sau khi gia nhập công ty, Xiao Li thường dành nhiều thời gian cho những việc vặt vãnh, ví dụ như để so sánh đồ ăn mang về của ai rẻ hơn, cô phải mất hơn nửa giờ để nghiên cứu. Mặc dù điều này có thể tiết kiệm cho cô khoảng 10 nhân dân tệ, 33.000 đồng mỗi bữa ăn, nhưng nó lại lãng phí rất nhiều thời gian để phát triển bản thân. Ngược lại, Xiao Ma không bao giờ quan tâm đến những chi tiết vụn vặt như vậy.
và luôn dành thời gian của mình cho những thứ có thể tạo ra giá trị cao nhất. Có lần anh ấy đã chi 600 nhân dân tệ, 2 triệu đồng, để thuê người chuyển nhà. Đó là số tiền rất lớn đối với anh ấy với mức lương hàng tháng là 7.000 nhân dân tệ, 23 triệu đồng. Nói về lý do, anh cho biết, tôi sẽ mất 3 ngày để tự mình làm điều đó và tôi sẽ kiệt sức. Nhưng đi thuê người chuyển nhà không thấy mệt, đỡ mất thời gian làm việc khác. Nếu tôi có thể sử dụng thời gian đó để làm việc, thì hiệu quả về tiền bạc sẽ lớn hơn rất nhiều. Một năm sau, Xiao Ma đã có thể tự quản lý công việc kinh doanh của mình và tiền lương của anh ấy cũng tăng lên ở một mức độ nhất định. Còn Xiao Li thì vẫn như lúc mới đến, suốt ngày vướng vào những chuyện vặt vãnh, lương bổng và năng lực không hề tiến bộ. Cách tiếp cận của Xiao Ma là một cách điển hình chỉ làm những việc cao hơn đơn giá thời gian. Trên thực tế, mục đích của việc làm một việc gì đó hoặc là mang lại giá trị cảm xúc tích cực cho bản thân chúng ta, hoặc là mang lại sự phát triển hoặc tiền bạc. Nếu bạn không đạt được cả hai hoặc một trong hai thì bạn không cần phải làm điều đó. Bên cạnh đó, thời gian là nguồn tài nguyên khan hiếm nhất. Tiền có thể kiếm lại khi nó mất đi, nhưng thời gian đã trôi qua. Cho dù chúng ta có làm gì đi chăng nữa, chúng ta sẽ không cho chúng ta thêm một giây nào nữa. Phần 5. 99% lời khuyên về làm giàu đều được tóm gọn trong 10 chữ này. Ai cũng hiểu nhưng không biết thực hiện ra sao. Làm việc nhiều, tiêu tiền ít, đầu tư khác biệt. Quý vị thân mến, tương lai sau này của bạn có giàu được hay không? Tất cả đều phụ thuộc cả vào nguyên tắc này. Morgan Housel là cổ đông của The Collaborative Fund, chuyên gia về tài chính hành vi, đồng thời là cựu bình luận viên tài chính cho tờ Một Ly Phu và Wall Street Journal. Ông cho rằng, để có thể lĩnh hội được tài chính cá nhân, bạn chỉ cần nhớ một nguyên tắc đơn giản mà mọi cuốn sách dạy làm giàu đều đề cập. Làm việc nhiều, tiêu ít tiền, đầu tư khác biệt. Morgan Housel đã viết trên tờ Một Ly Phu như thế này. Trên Amazon có 56.956 cuốn sách nói về tài chính cá nhân. Tổng cộng lại, chúng chứa hơn 3 tỷ chữ. Điều này nghe có vẻ kỳ cục vì 99% số lời khuyên về tài chính cá nhân có thể được tóm gọn trong vòng 10 chữ: làm việc nhiều, tiêu tiền ít, đầu tư khác biệt. Chỉ cần lĩnh hội được điều đó, 2,99 tỷ chữ kia chỉ là để lấp cho đầy sách. Trong cuốn sách mới nhất của mình, Tâm lý học về tiền bạc, bài học vô giá về tiền tài, lòng tham và hạnh phúc, Morgan đã giải thích về quan niệm tiền bạc kỳ lạ của mọi người và giúp mọi người hiểu rõ hơn về chủ đề này. Những vấn đề về tiền bạc càng trở nên phức tạp hơn khi bạn già đi. Bạn sẽ có những trách nhiệm phải gánh vác, những mong muốn phải thỏa mãn và rất nhiều thứ khác để quan tâm. Tuy nhiên, một khi đã lĩnh hội được nguyên tắc đơn giản này, bạn có toàn quyền kiểm soát tiền bạc của mình. Thứ nhất, làm việc nhiều. Chẳng ai có thể trở nên vĩ đại mà không làm việc. Làm việc chăm chỉ luôn là nền tảng để dẫn tới những thành tựu to lớn. Bạn sẽ không thể gặt hái được gì nếu không nỗ lực. Cố gắng để đạt năng suất cao cũng là một loại chăm chỉ. Đặt ra mục tiêu, lên kế hoạch để thực hiện, cố gắng đi đúng hướng cũng là một loại chăm chỉ. Không có bằng chứng nào cho thấy bạn có thể làm việc hiệu quả mà không cần đến kinh nghiệm hay thực hành. Những người thành đạt nhất cũng phải mất rất nhiều năm làm việc chăm chỉ và khôn ngoan để vươn lên tầm đẳng cấp thế giới. Warren Buffett chính là một trong những nhà đầu tư thành công nhất thế kỷ 20. Ông đã tìm thấy đam mê và bắt tay vào sự nghiệp từ rất sớm, hoàn toàn chuyên tâm cho nó. Ông ấy đã làm việc chăm chỉ và khôn ngoan kể từ phi vụ kinh doanh đầu tiên năm 13 tuổi. Sở hữu khối tài sản trị giá 82,3 tỷ đô la Mỹ nhưng Buffett vẫn tiếp tục làm việc, sống giản dị và là một trong những nhà từ thiện hào phóng nhất thế giới. Vị tỷ phú 90 tuổi này từng nói, bạn chỉ cần phải làm một vài điều đúng đắn trong đời, chừng nào bạn không mắc quá nhiều sai lầm. Để cải thiện tình hình tài chính của mình, bạn cần tìm cách gia tăng thu nhập và nỗ lực hết mình để kiếm thêm theo thời gian. Đừng chờ cơ hội đến, hãy tự tạo ra chúng. Chỉ khi bạn chấp nhận làm việc chăm chỉ thay vì chạy trốn khỏi nó, bạn mới thực hiện được những mục tiêu lớn lao, dù chúng có mất thời gian đến thế nào đi chăng nữa.
Thứ hai, tiêu ít tiền. Chi tiêu ít hơn số tiền chúng ta kiếm được là một trong những nguyên tắc cơ bản của tài chính cá nhân. Tuy nhiên, chúng ta đều gặp khó khăn khi thực hiện điều này. Về cơ bản, cải thiện tài chính cá nhân chỉ đơn giản là tìm cách để gia tăng thu nhập và giảm chi tiêu. Hầu hết mọi người đổ nhiều tiền nhất cho sở thích của mình, do lối sống vung tay quá chán. Họ mua cả đống thứ chỉ để gây ấn tượng với người khác, do cảm thấy bất an. Nếu tránh được hai điều này, bạn sẽ giàu có hơn bạn bè đồng trang lứa, Morgan Housel nói. Người Nhật tin rằng, sự gọn gàng trong tài chính cũng quan trọng không kém gì sự gọn gàng trong nhà cửa. Hầu hết trẻ em ở Nhật Bản đều được bố mẹ dạy quản lý chi tiêu khi còn nhỏ. Các em hiểu rằng, càng tiết kiệm được nhiều tiền, các em sẽ càng mua được nhiều thứ cho bản thân trong tương lai. Tác giả Melo viết trên blog tài chính Money Ninja. Nếu bạn chưa từng để ý tới những khoản chi tiêu của mình, hãy bắt đầu làm việc đó ngay từ hôm nay. Sau đó, hãy đánh giá xem mình đang tiêu tiền ra sao và có thể cắt giảm những khoản nào không cần thiết. Thứ ba, đầu tư khác biệt. Warren Buffett cho biết, đầu tư vào bản thân mình nhiều nhất có thể, bởi bạn là thứ tài sản lớn lao nhất mà bạn có. Bạn là khoản đầu tư lớn nhất của chính mình. Để cải thiện tình hình tài chính, bạn cần cải thiện tư duy của bản thân về tiền bạc và đầu tư. Bạn càng biết nhiều, tài chính của bạn lại càng ổn định. Tỷ phú tự thân Paul Tudor Jones, một doanh nhân, nhà đầu tư và nhà từ thiện, cũng đồng ý với điều này. Ông từng nói, nguồn vốn trí tuệ sẽ luôn luôn chiến thắng nguồn vốn tài chính. Bản thân tỷ phú Warren Buffett cũng dành 5 đến 6 tiếng mỗi ngày để đọc 5 tờ báo và 500 trang báo cáo từ doanh nghiệp. Ông đầu tư khoảng 80% số thời gian của mình cho việc đọc và suy ngẫm trong suốt sự nghiệp của mình. Bạn có thể đầu tư vào bản thân bằng việc học hỏi cách xây dựng những thứ có giá trị cho mọi người, học hỏi một kỹ năng nào đó giúp mình không bị đào thải trong tương lai, hay bằng việc đọc một vài cuốn sách chọn lọc về chủ đề bạn yêu thích. Để có thể làm giàu lâu dài, hãy đầu tư một phần nhỏ thu nhập mỗi tháng vào quỹ đầu tư diện rộng. Chi phí thấp và rủi ro cũng không cao. Nếu đầu tư đủ lâu và lãi suất đủ cao, bạn sẽ thấy khối tài sản của mình tăng trưởng đầy ấn tượng. Morgan nói, có hai thứ bạn nên tăng cường để giúp mình trở thành một nhà đầu tư khôn ngoan hơn. Đó là thời gian bạn sẵn sàng bỏ ra và sự khiêm nhường bạn đưa vào trong ý tưởng của mình. Trước khi bắt tay vào đầu tư, bạn nên nhớ lời khuyên này từ Warren Buffett. Nguyên tắc số 1, đừng bao giờ để mất tiền. Nguyên tắc số 2, đừng bao giờ quên nguyên tắc số 1. Morgan cũng không quên dặn mọi người, hãy học hỏi nhiều hơn từ những khoản đầu tư thất bại thay vì những khoản đầu tư an nên làm ra. Phần 6, học cách tối giản về tiền. Tiết kiệm ngay khi có lương, chắc chắn phải lập quỹ khẩn cấp. Quý vị thân mến, có một sự kết nối không hề nhỏ giữa lối sống tối giản và tài chính cá nhân. Các nhân vật nổi tiếng về lối sống tối giản của nước ngoài như Leo Babauta, Matt D'Avella và Joshua Fields Milburn và Ryan Nicole Musk đều nói lối sống tối giản đã giúp họ trả hết nợ và quản lý tài chính cá nhân tốt hơn. Đặc thù ở Việt Nam hơi khác nước ngoài một chút. Đa số chúng ta không cần phải vay tiền để học đại học. Vậy nên sau khi tốt nghiệp đại học ở độ tuổi 22, 23, chúng ta ít phải lo về một khoản nợ sau khi học. Như vậy không có nghĩa là chúng ta không nên quan tâm đến chuyện tài chính cá nhân. Từ kinh nghiệm cá nhân của tôi, ngay từ khi bạn đủ 18 tuổi, dù kiếm được nhiều hay ít tiền, việc bắt đầu học và áp dụng các phương pháp quản lý và phát triển tài chính cá nhân là điều rất nên làm. Có rất nhiều phương pháp quản lý tài chính cá nhân mà bạn có thể tìm được trên mạng hay trên kênh Mỗi Ngày Tiến Bộ 1%. Áp dụng sống tối giản cũng là một cách. Nếu bạn sở hữu cho mình tư duy sống tối giản, bạn sẽ biết tiết kiệm tốt hơn, chi tiêu thông minh hơn cho những thứ bạn thực sự cần và đem lại niềm vui cho bạn, và ít bị ảnh hưởng hơn bởi những quảng cáo trên mạng. Vậy bạn có thể ứng dụng tư duy tối giản vào tài chính cá nhân như thế nào? Tiết kiệm quỹ khẩn cấp. Có những chuyện bất ngờ xảy ra chúng ta không lường trước được,
nhập viện vì một vấn đề sức khỏe nào đó chẳng hạn. Một ngày nọ tôi đi khám bệnh, nhận được một giấy nhập viện mổ kèm hóa đơn 20 triệu. Vì không biết trước được chuyện gì có thể xảy ra, việc tốt nhất bây giờ bạn có thể làm là chuẩn bị trước một khoản tiền cho những việc như vậy. Khoản tiền này gọi là quỹ khẩn cấp, tức là chỉ dùng trong trường hợp khẩn cấp. Hãy tính toán xem một tháng hiện tại bạn chi tiêu khoảng bao nhiêu tiền để tạo quỹ khẩn cấp tương ứng. Quỹ khẩn cấp nhỏ bằng 3 tháng chi tiêu, quỹ khẩn cấp vừa bằng 6 tháng chi tiêu, quỹ khẩn cấp to bằng 12 tháng chi tiêu. Ví dụ, một tháng tôi tiêu 20 triệu, tôi tạo cho mình một quỹ khẩn cấp vừa là 120 triệu. Quỹ to hay nhỏ phụ thuộc vào hoàn cảnh của bạn. Ví dụ bạn sống một mình tự lo thì quỹ nên to. Bạn có gia đình hỗ trợ, chẳng may hết sạch tiền vẫn chạy về nhà ba mẹ được thì quỹ nhỏ nhỏ thôi. Khi bắt đầu kiếm được đồng tiền đầu tiên, bạn hãy nghĩ ngay đến việc tạo quỹ khẩn cấp. Khi nào quỹ khẩn cấp hoàn thành, hãy dành tiền cho các việc khác như ăn uống, đi du lịch. Tiếp theo sau đây là hệ thống quản lý tiền kiểu tối giản. Sau khi tham khảo nhiều kiểu quản lý tài chính cá nhân, tự tạo ra cho bản thân một hệ thống quản lý tiền tối giản gồm 3 thành tố: một bảng kế hoạch chi tiêu, một phần mềm ghi chép chi tiêu, chia tiền theo hệ thống. Đây là một vòng tròn khép kín. Đầu tiên tôi lên kế hoạch chi tiêu, tính ra các khoản cần phải chi trong tháng. Sau đó ghi chép lại từng khoản trong tháng đó. Mỗi khi tôi nhận được một khoản tiền, bất kỳ số tiền hay thời gian, tôi chia tiền theo các hệ thống mình đã đặt ra. Đến cuối tháng, tôi dành thời gian lên kế hoạch cho tháng tiếp theo. Hệ thống này đơn giản, nhưng để thực sự tuân thủ theo được cũng tốn mất của tôi cả năm trời để thử và sai. Các bước cụ thể tôi làm như sau. 1. Bản kế hoạch chi tiêu đơn giản. Với chủ trương sống tối giản, nên tôi cũng tạo một bảng kế hoạch chi tiêu đơn giản nhất có thể, bằng cách gạt bỏ bớt các đầu mục không cần thiết và gộp vào các đầu mục có vẻ giống nhau. Đến bây giờ các khoản chi hàng tháng của tôi là tiền thuê nhà, văn phòng, bao gồm cả điện, nước, tiền ăn, tiền mua sắm, tiền đi lại, tiền phí, điện thoại, vân vân. Tiền khác chủ yếu là quà cáp và sức khỏe. 2. Ghi chép chi tiêu. Để bắt đầu quản lý tài chính cá nhân tốt, bạn cần phải biết mình đã tiêu tiền vào việc gì. Tùy thuộc vào sở thích, bạn có thể dùng giấy, Excel để ghi chép. Cá nhân tôi dùng ứng dụng Money Lover trên điện thoại. Đa số tiêu gì thì tôi sẽ mở điện thoại nhập luôn khoản tiền đó. Có hôm bận thì tôi dành 5 đến 10 phút buổi tối để nhớ lại các khoản chi trong ngày và nhập vào. 3. Chia tiền theo hệ thống. Có nhiều cách chia tiền kiếm được mà bạn có thể tìm trên mạng. Một số cách nổi tiếng như phương pháp 6 cái lọ chẳng hạn. Làm việc tự do nên tiền nhận được vào các ngày khác nhau trong tháng, có khoản giữa tháng, có khoản cuối tháng. Vào ngày nhận tiền, tôi sẽ chia khoản tiền nhận được ra làm 3 phần: tiền cho quỹ khẩn cấp trong trường hợp quỹ chưa đủ, tiền cho quỹ đầu tư, tiền cho chi tiêu tháng sau. Thay vì chờ đến cuối tháng xem sau khi chi tiêu còn dư bao nhiêu mới để tiết kiệm, tôi sẽ tiết kiệm ngay từ khi nhận được tiền. Đây là điều tôi học được dựa theo một phương pháp rất nổi tiếng của quản lý tài chính cá nhân là Pay Yourself First, luôn trả tiền cho bạn trước tiên. Có rất nhiều người viết về tài chính cá nhân trên mạng. Nếu bạn chăm đọc cỡ chục cuốn sách thì bạn cũng sẽ thấy rằng các lời khuyên cũng na na giống nhau thôi. Cũng xoay quanh chuyện tiết kiệm trước, ghi chép chi tiêu, quỹ khẩn cấp. Không có lời khuyên nào là đúng nhất, chỉ có lời khuyên phù hợp nhất với bạn. Trong phần chia sẻ này, những nguyên tắc tôi sử dụng dựa trên nguyên tắc tối giản, nên bạn sẽ thấy các cách làm khá đơn giản chứ không phức tạp nhiều bước. Tối giản tài chính cá nhân nên bắt đầu từ chuyện làm lại tư tưởng, đặc biệt là chuyện chi tiêu. Hãy lấy ra một tờ giấy và cây bút, ghi ra tất cả các khoản bạn đã chi trong tháng vừa qua và suy nghĩ xem đâu là những khoản bạn đã chi tốt, đâu là những khoản bạn hoàn toàn có thể cắt giảm được. Chúng ta có thể muốn rất nhiều thứ, tuy nhiên đâu là điều mà chúng ta thực sự cần. Chúc bạn tối giản hóa tài chính cá nhân thành công. Phần 7. 5 điều cần khắc cốt ghi tâm của người làm chủ tiền tài,
không bị đồng tiền chi phối, của cải nhiều vô kể, nhưng đời người chỉ có một. Quý vị thân mến, tiền không phải vạn năng, nhưng tiền có thể giải quyết hầu hết vấn đề phát sinh trong cuộc sống. Cuộc sống con người không thể thiếu đi tiền, nó là thứ hiện hữu khiến con người cảm thấy an tâm và hạnh phúc. Nhưng làm thế nào để không bị tiền chi phối? Bạn hãy tìm cho mình một phương pháp quản lý tài sản hợp lý khi chưa quá muộn. 1. Sử dụng đồng tiền chân chính. Khổng Tử từng nói, giàu với sang ai chẳng cầu mong. Phú quý và tiền tài là thứ ai cũng mong muốn sở hữu, là vấn đề được con người đề cập đến hàng ngày. Nhưng đồng tiền vốn là con dao hai lưỡi, nếu bạn vì sự cám dỗ của nó phản bội giới hạn trong các nguyên tắc đạo đức, bạn sẽ phải trả một cái giá rất đắt. Người xưa có câu, người quân tử yêu thích tiền tài, nhưng sử dụng tiền phải đúng chuẩn mực đạo đức. Bạn có quyền được kiếm tiền, nhưng cách thức bạn kiếm tiền phải liêm chính, không thẹn với lương tâm. Bạn có thể tính toán lợi ích, nhưng bạn không thể đánh mất đạo đức của mình. Thế gian thiện ác nhiều vô bờ, bạn không nên chỉ vì vài đồng bẩn mà khiến cho tâm hồn liêm khiết bị vấy bẩn. Nếu bạn thực sự muốn giàu sang, bạn phải biết cách tận dụng tối đa sự linh hoạt biết tiến biết lùi trong bộ não để tạo ra tiền tài, thay vì suốt ngày mưu cầu danh lợi một cách mù quáng, nhằm thỏa mãn những tham vọng vô đáy của mình. Hãy nhớ rằng, của cải ít phụ thuộc vào sự siêng năng, của cải trung bình phụ thuộc vào đức hạnh, của cải nhiều phụ thuộc vào số phận. Nếu bạn là người cần cù, chăm chỉ trong công việc, thường xuyên tích đức làm việc thiện, nguồn tài nguyên giúp bạn làm nên của cải hẳn sẽ dồi dào và rộng mở. 2. Không nên mưu cầu tiền tài. Nhà thơ nổi tiếng Đào Uyên Minh nói rằng, không vì nghèo hèn mà lo buồn, không miệt mài truy cầu phú quý. Làm người, chúng ta không nên mù quáng theo đuổi hư vinh và đừng ưu phiền vì nghèo khó. Trong cuộc sống, tại thời điểm thích hợp chúng ta sẽ sở hữu thứ thuộc về bản thân. Khi thời điểm không thích hợp chúng ta không nên cưỡng cầu. Duyên tiền tài trong cuộc đời con người như những mắt xích chặt chẽ, được ông trời an bài kỹ lưỡng. Vì vậy, bạn nên hài lòng với tài sản hiện có và đừng mưu cầu quá nhiều trong vấn đề tiền bạc. Thứ thuộc về bạn ắt hẳn sẽ là của bạn, thứ không thuộc về bạn mãi chẳng phải của bạn. Tiền là điểm tựa mang lại niềm tin và cảm giác an toàn cho con người trên thế giới này. Vì thế, bạn hãy làm việc chăm chỉ và kiếm nhiều tiền hơn để cho bản thân và gia đình có cuộc sống tốt hơn. Nếu bạn ngày đêm lo nghĩ về tiền bạc thì chỉ khiến sức khỏe hao hụt, cảm giác hạnh phúc giảm sút và trong lòng bạn sẽ dần trỗi dậy con quỷ tham vọng chi phối lý trí của bạn. 3. Không nên hống hách khi giàu có. Trong tuyển tập, Tăng Quảng Hiền Văn có nói, lữ khách không thể rời mắt khỏi hành trang, tiền bạc không khoe khoang trước mặt người khác. Khoe khoang của cải của mình không những không được lợi mà còn dễ mang đến tai họa. Bởi ngoài cha mẹ và người thân ra, chẳng mấy ai chân thành mong bạn có được cuộc sống tốt hơn. Khi bạn tốt hơn những người khác, họ sẽ sinh lòng ghen tị và muốn phá hủy cuộc sống của bạn. Một khi ai đó có ý đồ xấu với bạn, bạn sẽ không biết rắc rối gì sẽ xảy ra. Chúng ta không nên thách thức bản chất con người, vì bạn chắc chắn sẽ là người thua cuộc sau cùng. Cách tốt nhất để bảo vệ bản thân và gia đình là bạn nên sống và làm việc một cách khiêm tốn. Ngoài ra, người khác nhận thấy sự giàu có của bạn, tuy bạn có nhiều bạn bè nhưng tình bạn đó xuất phát từ lòng trục lợi mà chẳng phải lòng chân thành. Thế nên, nhằm trở thành một người thông minh và sáng suốt trong các vấn đề tiền bạc, chúng ta không nên khoe khoang hay chảnh chọe vì tiền tài. 4. Những điều nên tránh để không gặp rắc rối tiền tài. Tục ngữ có câu, lễ nghĩa có 3 điều kiêng, vay mượn có 3 điều kỵ. Bạn không thể cho người khác vay tiền một cách tùy tiện, đôi khi có lòng tốt giúp đỡ họ nhưng cái nhận lại là sự tổn hại. Thứ nhất, chúng ta không nên cho những người không quen biết vay tiền. Tiền cho vay hoặc là khó lấy lại, hoặc là bị lừa gạt. Thứ hai, chúng ta không nên cho người nghèo vay, chỉ nên giúp đỡ họ trong những trường hợp khẩn cấp, vì việc cho vay tiền chỉ tạo điều kiện cho họ có cớ lười biếng và dập tắt ý chí cầu tiến trong họ. Thứ ba, chúng ta không nên cho người không đáng tin vay mượn.
khi vay tiền lời hay ý đẹp nào cũng có, nhưng sau đó không trả lại được, hành động này khác nào chúng ta tiêu tiền mua kẻ thù. Phép lịch sự là điều cần thiết trong giao thiệp, nhưng có 3 loại người khi giao thiệp chúng ta không cần thiết phải tuân theo phép tắc. Thứ nhất, người chỉ biết nhận mà không trả lễ. Những kẻ không trả lễ, tham lam lợi vặt, không biết đối nhân xử thế thì chúng ta phải tránh xa. Thứ hai, người muốn vơ vét của cải. Những người tìm đủ mọi cách để kiếm tiền mừng trong các dịp lễ, khó tránh khỏi khiến người khác ghét bỏ và phản cảm. Chúng ta không cần thiết nể nang họ. Thứ ba, những người không cùng tư duy. Khi chúng ta gửi phong bì đỏ, đối phương sẽ nghĩ là để lấy lòng. Điều này vô tình khiến họ xem thường và hạ thấp chúng ta. Năm, sức khỏe quan trọng hơn tiền tài. Tôi đã từng nghe một câu nói, 80% khó khăn trong cuộc sống có thể được giải quyết bằng tiền, và 20% còn lại cũng có thể được giải quyết bằng nhiều tiền hơn. Tiền rất quan trọng, nó có thể giữ gìn sức khỏe cho người cao tuổi và bảo vệ sự phát triển của trẻ nhỏ. Nhiều người vì kiếm tiền phấn đấu làm việc chăm chỉ, thức khuya làm thêm giờ, làm việc trong lúc ốm đau, không dám nghỉ ngơi vì sợ nếu dừng lại sẽ bị thực tế vùi dập. Nhưng sức lực của con người có hạn, một khi kiệt sức và ốm đau, bạn và gia đình sẽ là người phải chi trả chi phí khám chữa bệnh. Trên đời này, tiền bạc nhiều vô kể, nhưng cuộc đời chỉ có một. Bạn hãy nhớ rằng, không có gì trên đời quý hơn sức khỏe. Bạn có thể nỗ lực làm việc chăm chỉ, nhưng bạn không thể liều mạng kiếm tiền không màng đến sức khỏe của chính mình. Hãy đối xử tử tế với bản thân, chăm sóc tốt cho bản thân và có một cơ thể khỏe mạnh để thực hiện những kế hoạch tương lai khác. Phần 8. Chuyên gia tâm lý học cho biết, có 7 kiểu tính cách về tiền bạc, bạn thuộc loại nào? Quý vị thân mến, trong hơn 10 năm nghiên cứu tâm lý đối với tiền bạc và sự hạnh phúc, tôi đã phát hiện ra rằng có 7 kiểu tính cách về tiền bạc khác nhau. Chúng ta thường nhấn mạnh về tầm quan trọng của kiến thức tài chính, chẳng hạn như hiểu biết về cách hoạt động của tiền và có đủ thông tin để đưa ra các quyết định sáng suốt. Nhưng khi nói đến việc xây dựng nền tảng tài chính, điều mà hầu hết mọi người bỏ qua là kiểu tính cách của họ với tiền bạc của họ, hay còn gọi là cách tiếp cận và phản ứng về mặt cảm xúc của họ đối với tiền bạc. Mỗi chúng ta đều có niềm tin và cảm xúc riêng với tiền bạc. Chúng hầu hết được hình thành bởi kinh nghiệm sống của mỗi cá nhân. Ví dụ, do cha mẹ truyền lại hoặc bị ảnh hưởng bởi hoàn cảnh hiện tại của chúng ta. Trong hơn 10 năm nghiên cứu tâm lý đối với tiền bạc và sự hạnh phúc, tôi đã phát hiện ra rằng có 7 kiểu tính cách về tiền bạc khác nhau. Thông thường, chúng ta sẽ là sự kết hợp của nhiều loại chứ không chỉ một. Xác định xem bạn thuộc loại nào và hiểu được cạm bẫy của từng loại có thể cải thiện đáng kể mối quan hệ của bạn với tiền bạc, giúp bạn thực hiện nhiều việc như tiết kiệm, các khoản mua sắm không suy tính trước, lập ngân sách tốt hơn, đầu tư thông minh và đảm bảo một khoản tiền tiết kiệm cho thời kỳ nghỉ hưu. Kiểu người thứ nhất, người tiết kiệm quá mức. Sau đây là các dấu hiệu của một người tiết kiệm quá mức. Bạn tiết kiệm không ngừng nghỉ, đôi khi không thực sự có mục đích gì trong đầu. Bạn tin rằng tiết kiệm tiền là cách duy nhất để cảm thấy an toàn hơn trong cuộc sống. Bạn rất tiết kiệm. Bạn bè thường xuyên tìm đến bạn bè để nhờ tư vấn các hãng điện thoại nào rẻ nhất, thẻ tích điểm nào có giá trị hoặc khi nào mua được vé máy bay với giá rẻ nhất. Cạm bẫy ở đây là một số người tiết kiệm quá mức sợ mất tiền đến nỗi họ dùng cả đời để tiết kiệm mà không tiêu bất kỳ một khoản nào. Ví dụ, họ có thể bỏ qua những sở thích hoặc các hoạt động mang lại cho họ hạnh phúc và mục đích. Lời khuyên, học cách điều chỉnh, học cách cân bằng giữa tiết kiệm và tận hưởng cuộc sống. Suy nghĩ về bản thân mình trong tương lai và làm sao để dùng tiền tiết kiệm của mình để đạt được điều đó. Kiểu người thứ hai, người tiêu xài quá mức. Dấu hiệu của một người tiêu xài quá mức, bạn có xu hướng tiêu tiền vào những thứ không cần thiết. Bạn có tính hướng ngoại và thích thiết đãi mọi người một cách đặc biệt, đôi khi không vì lý do cụ thể nào. Khi bạn đang gặp khó khăn về cảm xúc, giải pháp của bạn là tiêu tiền, đặc biệt là để thỏa mãn tức thời. Cạm bẫy,
ngay cả khi có một khoản nợ lớn, người tiêu xài quá mức thường sẽ tiếp tục mua sắm. Họ thậm chí có thể cố gắng che giấu các giao dịch mua hàng có giá trị lớn với bạn bè và gia đình. Trong những trường hợp cực đoan, họ có nguy cơ phá sản nếu liên tục chi tiêu vượt quá số tiền kiếm được. Lời khuyên là, lập một kế hoạch ngân sách sẽ giúp bạn nhìn mọi thứ từ một góc độ khác. Hãy nhắc nhở bản thân rằng, việc mua một chiếc ô tô mới khi bạn đã có, đồng nghĩa với việc cắt giảm chi tiêu cho những thứ thiết yếu như việc tiết kiệm cho việc nghỉ hưu hoặc trả nợ. Kiểu người thứ ba, người tập trung kiếm tiền. Các dấu hiệu của người chỉ tập trung kiếm tiền: bạn tin rằng kiếm nhiều tiền hơn là bí quyết của hạnh phúc. Bạn dành phần lớn năng lượng của mình để cố gắng kiếm nhiều tiền nhất có thể. Bạn tìm thấy niềm vui từ sự chấp thuận và công nhận từ những người khác cho thành công về tài chính của bạn. Cạm bẫy, mặc dù những người tập trung kiếm tiền thường quyết tâm để đạt được tự do tài chính, nhưng họ có thể gặp nguy hiểm nếu bắt đầu bỏ bê các mối quan hệ quan trọng để ưu tiên tăng trưởng tài sản của mình. Ví dụ, chọn làm việc vào cuối tuần thay vì dành thời gian cho những người thân yêu. Lời khuyên, cuộc sống còn nhiều thứ hơn là tiền bạc. Và nếu bạn có một số tài sản lớn, hãy khiến nó trở nên có mục đích bằng cách giúp đỡ người khác, cho dù là quyên góp cho một việc quan trọng hay tự chiều chuộng bản thân mình bằng một kỳ nghỉ gia đình mà bạn đã nghĩ đến trong nhiều năm. Kiểu người thứ tư, người thờ ơ với tiền bạc. Dấu hiệu của người thờ ơ với tiền bạc: bạn hiếm khi nghĩ về tiền và ý tưởng về việc tạo ngân sách cũng khiến bạn buồn nôn. Trong nhiều trường hợp cực đoan, bạn tin rằng tiền bạc là xấu hoặc là tội ác. Bạn cảm thấy rằng tiền không nên để tiền ảnh hưởng đến các quyết định quan trọng trong cuộc sống. Cạm bẫy, nhiều người thờ ơ với tiền bạc cảm thấy họ chỉ cần một số tiền nhỏ để hạnh phúc. Đó là một suy nghĩ lành mạnh. Nhưng mọi thứ có thể trở nên tồi tệ nếu họ không chịu trách nhiệm về tài chính của mình. Ví dụ, phụ thuộc vào vợ hoặc chồng chịu trách nhiệm thay cho họ. Lời khuyên, ngay cả khi bạn đang dư giả về tài chính, hãy lưu ý những xem tiền của bạn chi cho việc gì, chi phí hàng tháng của bạn là bao nhiêu và bạn đang vay nợ khoản nào. Tất cả những điều này có thể giúp bạn tránh khỏi rất nhiều căng thẳng về tài chính trong tương lai. Kiểu người thứ năm, người tiết kiệm nửa vời. Các dấu hiệu của người tiết kiệm nửa vời có những đặc điểm chung của cả người thích tiêu xài và người tiết kiệm. Bạn bắt đầu tiết kiệm được rất nhiều tiền, nhưng sau đó lại tiêu xài vô cớ. Khi sử dụng số tiền tiết kiệm của mình, bạn có thể chi cho những thứ không cần thiết hoặc ít khi sử dụng. Cạm bẫy, sẽ thật mệt mỏi khi con lắc liên tục chuyển động từ tiêu xài hoang phí sang tiết kiệm quá mức. Những người tiết kiệm nửa vời thường căng thẳng và thất vọng về bản thân, vì họ làm việc chăm chỉ để tiết kiệm tiền và rồi cháy túi quá nhanh. Lời khuyên, giống như những người chi tiêu quá mức, người tiết kiệm nửa vời hiếm khi suy nghĩ về những gì họ sẽ chi khi quyết định. Trước bất kỳ khoản giao dịch lớn nào, hãy tưởng tượng trong một hoặc hai tuần tiếp theo mình sẽ cảm thấy thế nào. Đừng đánh mất mục tiêu tài chính của mình. Kiểu người thứ sáu, người cá cược. Dấu hiệu của một người cá cược: bạn có những đặc điểm chung giữa người tập trung kiếm tiền và người tiêu xài hoang phí. Cảm giác hồi hộp của rủi ro và sự hứa hẹn về phần thưởng là có thể khiến bạn dễ dàng lạc lối, đôi khi liều lĩnh chi tiền chỉ với mục đích thoát khỏi sự buồn chán. Cạm bẫy, không có gì lạ khi người cá cược gặp phải những bất ngờ hoặc thua lỗ nghiêm trọng. Rủi ro rõ ràng nhất là khi sự liều lĩnh vượt quá tầm kiểm soát và họ vay mượn những thứ như tiền hưu trí hoặc quỹ học đại học của con cái để bù đắp cho những khoản lỗ trong quá trình đó. Lời khuyên, mục đích nên có là tự phản ánh nội tâm và nghiêm khắc với những rủi ro tài chính mà bạn chấp nhận. Cân bằng và sự an toàn là điều cần thiết phải có. Vì vậy hãy bắt đầu dành ra khoản tiết kiệm hàng tháng trước khi đưa ra bất kỳ quyết định tài chính nào quan trọng. Kiểu người thứ bảy, người lo âu. Sau đây là dấu hiệu của một người lo âu. Bạn có bao nhiêu tiền không quan trọng, bạn thường xuyên lo lắng rằng mình sẽ mất nó vào bất kỳ thời điểm nào.
bạn thiếu tự tin vào khả năng tự do tài chính của mình. Bạn không ngừng ám ảnh về trường hợp xấu nhất sẽ xảy ra khi bạn hết tiền. Cạm bẫy, thật thông thái khi có thể nhận thức được điều gì sắp xảy ra nếu bạn chưa chuẩn bị cho tương lai của mình. Nhưng để những lo lắng, muộn phiền ăn mòn hạnh phúc của bạn trong giây phút hiện tại chưa bao giờ là điều tốt. Lời khuyên, tìm kiếm sự tích cực xung quanh các cuộc trò chuyện về tiền bạc. Tìm hiểu những lo lắng về tài chính của bạn đến từ đâu. Nói chuyện với một cố vấn tài chính hoặc một nhà trị liệu trong trường hợp cần thiết. Phần 9. 45 quy tắc thịnh vượng ai cũng nên khắc cốt ghi tâm. 1. Thu nhập của bạn chỉ tăng trưởng đến giới hạn những gì bạn làm. 2. Nếu bạn muốn thay đổi hoa trái, bạn phải thay đổi gốc rễ trước đã. Nếu bạn muốn thay đổi cái hữu hình, trước hết bạn phải thay đổi cái vô hình. 3. Tiền bạc là kết quả, của cải là kết quả, sức khỏe là kết quả, bệnh tật là kết quả, đến cân nặng cũng là kết quả của chế độ dinh dưỡng và lối sống của bạn. Chúng ta sống trong một thế giới nhân quả. 4. Suy nghĩ sinh ra cảm xúc, cảm xúc đưa đến hành động, hành động tạo ra kết quả. 5. Khi tiềm thức phải lựa chọn giữa một bên là những cảm xúc đã bám rễ sâu xa và một bên là tính hợp lý thì hầu như cảm xúc bao giờ cũng thắng. 6. Nếu động cơ kiếm tiền hay thành công của bạn xuất phát từ những nguyên nhân không tích cực như sợ hãi, giận dữ hay nhu cầu chứng tỏ bản thân, thì tiền bạc sẽ không bao giờ mang lại cho bạn cảm giác hạnh phúc. 7. Cách duy nhất để thay đổi một cách ổn định nhiệt độ trong phòng là cài đặt lại nhiệt kế tự động của máy điều hòa. Cũng thế, cách duy nhất để thay đổi mức độ thành công tài chính của bạn một cách bền vững là cài đặt lại nhiệt kế tài chính tự động của bạn. 8. Nhận thức quan sát ý nghĩ và hành động của bạn sao cho bạn có thể thực sự sống trong lựa chọn của bạn trong thời khắc hiện tại thay vì bị điều khiển bởi sự lập trình trong quá khứ. 9. Bạn có thể chọn những cách suy nghĩ sao cho bạn được ủng hộ, tiếp sức để đến hạnh phúc và thành công, thay vì theo cách không như thế. 10. Tiền bạc là thứ cực kỳ quan trọng trong những lĩnh vực mà nó phát huy tác dụng, và ngược lại nó sẽ chẳng đóng vai trò gì trong những lĩnh vực nó không có tác dụng. 11. Khi bạn than thở, oán trách, thì bạn đang trở thành một thỏi nam châm sống, hút về mình những rắc rối và phiền toái. 12. Không hề có một nạn nhân nào thực sự giàu có. 13. Nếu mục đích của bạn là sống thoải mái, nhiều khả năng là bạn sẽ chẳng bao giờ giàu có được. Nhưng nếu mục đích của bạn là giàu có, nhiều khả năng là bạn sẽ có cuộc sống vô cùng thoải mái. 14. Lý do hàng đầu khiến mọi người không có những thứ mình muốn là vì họ không biết thực sự mình muốn gì. 15. Nếu bạn không thực sự toàn tâm, toàn lực, toàn trí cam kết tạo ra thịnh vượng, nhiều khả năng là bạn sẽ không bao giờ tạo ra nó. 16. Định luật về thu nhập. Thu nhập của bạn tỷ lệ thuận với giá trị mà bạn bỏ ra, tùy theo tình trạng thị trường. 17. Hãy chúc phúc cho những thứ mà bạn muốn có. 18. Những người lãnh đạo có thu nhập cao hơn rất nhiều lần những người đi theo họ. 19. Bí quyết thành công không phải là cố tránh hay chùn bước hay co rúm lại trước những vấn đề của bạn. Bí quyết thành công là phải phát triển bản thân bạn lên để bạn có thể đứng cao hơn bất kỳ một vấn đề nào. 20. Nếu bạn cho rằng mình đang gặp một vấn đề lớn trong cuộc sống của bạn, tất cả điều đó có nghĩa là bạn đang là một người nhỏ bé. 21. Nếu bạn nói bạn xứng đáng, bạn xứng đáng. Nếu bạn nói bạn không xứng đáng, bạn không xứng đáng. Bao giờ bạn cũng sống đúng theo ý của bạn. 22. Nếu một cây sồi cao 30 mét có bộ óc của con người thì nó sẽ chỉ tự phát triển đến chiều cao 3 mét. Theo T. Harv Eker. 23. Đối với mỗi người cho luôn phải có một người nhận, và với mỗi người nhận luôn phải có một người cho. 24. Tiền bạc chỉ làm bạn càng trở thành người như bạn vốn là hơn.
25. Cách bạn làm bất cứ cái gì là cách bạn làm tất cả mọi thứ. 26. Không có gì không ổn với việc có được lương ổn định, trừ khi điều đó gây cản trở khả năng để bạn có thu nhập theo những gì bạn xứng đáng. Sự cản trở là ở đó, và thường là như vậy. 27. Không bao giờ được có giới hạn trần cho thu nhập của bạn. 28. Người giàu tin rằng bạn có thể vừa có chiếc bánh ngọt vừa ăn nó. 29. Người trung lưu nói bánh ngọt là quá đắt, nên tôi sẽ chỉ lấy một miếng nhỏ. 30. Người nghèo không tin rằng họ có thể có bánh ngọt, nên họ gọi món bánh rán tròn rỗng, rồi tập trung vào cái lỗ rỗng đó và thắc mắc tại sao họ không có gì. 31. Thước đo thực sự của sự giàu có là tổng tài sản, chứ không phải là thu nhập từ làm việc. 32. Sự chú ý tập trung đến đâu, năng lượng sẽ chảy vào đó và kết quả sẽ hiện lên. 33. Cho đến khi bạn chứng tỏ bạn có thể xử lý những gì bạn đang có, bạn sẽ không thể được nhận nhiều hơn thế. 34. Thói quen quản lý tiền bạc của bạn quan trọng hơn số tiền. 35. Người giàu coi mỗi đô la như một hạt giống có thể gieo trồng để thu hoạch hàng trăm đô la khác, để rồi chúng có thể được gieo trồng tiếp nhằm cho thu hoạch hàng nghìn đô la khác nữa. 36. Hành động là chiếc cầu nối giữa thế giới bên trong và thế giới bên ngoài. 37. Một chiến binh thực sự có thể thuần hóa con rắn hổ mang của nỗi sợ hãi. 38. Không nhất thiết phải cố thoát khỏi nỗi sợ hãi vì mục đích thành công. 39. Nếu bạn chỉ sẵn sàng làm những việc đơn giản, thì cuộc sống của bạn sẽ đầy rẫy khó khăn. Nhưng nếu bạn quyết tâm làm những việc khó khăn, thì cuộc sống của bạn sẽ đơn giản. 40. Thời điểm duy nhất mà bạn đang thật sự lớn lên là lúc bạn cảm thấy không thoải mái. 41. Rèn luyện và quản lý trí óc của chính mình là kỹ năng quan trọng nhất bạn có thể sở hữu vì mục đích cho cả hạnh phúc và thành công. 42. Bạn có thể đúng hoặc bạn có thể là người giàu, nhưng bạn không thể là cả hai. 43. Mọi bậc thầy cũng từng có lúc rất kém cỏi. 44. Để được trả tốt nhất, bạn phải là người giỏi nhất. 45. Dấu hiệu của sự thịnh vượng đích thực được xác định bởi việc người đó có thể cho đi bao nhiêu. Phần 10. Những câu thần chú về tiền bạc giúp bạn làm chủ sự giàu sang và thành công. Quý vị thân mến, làm giàu là một quá trình lâu dài, đòi hỏi bạn phải kiên trì và tin tưởng vào chính bản thân. Độc lập tài chính không phải là một nhiệm vụ dễ dàng. Nếu bạn cảm thấy mệt mỏi với cuộc sống phải trả lương, để trả lương, dựa vào phiếu giảm giá và né tránh những người thu tiền, bạn có thể đang rất cần một số lời khuyên vững chắc về tiền bạc để giúp cải thiện tình hình tài chính của mình. Những câu thần chú tạo động lực kiếm tiền từ các chuyên gia tài chính của Mỹ chắc chắn sẽ giúp bạn trở nên giàu có hơn. 1. Tôi có thể trở thành một bậc thầy kiếm tiền. Đừng là quân cờ nữa và hãy bắt đầu là người chơi cờ. Đã đến lúc làm chủ cuộc chơi kiếm tiền một lần và mãi mãi. 2. Tôi là một thỏi nam châm hút tiền. Tôi là một thỏi nam châm hút tiền. Tôi nói điều đó bất cứ khi nào tôi nhận được tiền trong đời, một xu trên đường phố hay một tờ lương 5 con số. 3. Tôi cần duy trì sự giàu có, không chỉ kiếm tiền. Đừng kiếm tiền, hãy tạo ra của cải. Kiếm tiền rất dễ dàng. Có thể tạo ra và duy trì sự giàu có là điều sẽ khiến bạn khác biệt với những người còn lại. 4. Niềm đam mê của tôi có thể làm cho tôi giàu có. Hãy làm những gì bạn yêu thích và tiền sẽ theo sau. 5. Tiền không phải là đam mê của tôi. Nếu bạn làm việc vì tình yêu tiền bạc, bạn sẽ không bao giờ có được tiền. 6. Kiếm nhiều tiền hơn không hề khó. Những thay đổi nhỏ cũng quan trọng. Bằng cách tìm ra những cách nhỏ, dễ dàng để kiếm thêm tiền, bạn có thể đảm đương được tương lai tài chính của mình. 7.
Ý tưởng tuyệt vời của tôi có thể làm cho tôi giàu có. Tôi nghĩ tiết kiệm thúc đẩy sự đổi mới, giống như những ràng buộc khác. Một trong những cách duy nhất để thoát ra khỏi cái hộp chật hẹp là hãy tìm ra cách để thoát ra. 8. Nếu tôi muốn tất cả, tôi phải tập hợp chúng lại. Hãy tập hợp nó lại và bạn sẽ có được tất cả. 9. Tôi không cần phải có tất cả. Không phải là có tất cả. Bạn chỉ cần có được thứ mà bạn quý trọng nhất. 10. Tôi phải tự trả tiền trước. Hãy trả tiền cho bản thân trước. 1 giờ mỗi ngày từ thu nhập của bạn một cách tự động. Tại sao? Bởi vì nó hiệu quả. Không cần ngân sách. Không cần kỷ luật. Đơn giản. Dễ dàng. 11. Tự do tài chính của tôi bắt đầu bằng chữ F, tức là Freedom. Ngân sách không giới hạn sự tự do của bạn. Nó mang lại cho bạn sự tự do. 12. Tôi cần tiết kiệm nhiều hơn, chi tiêu ít hơn. Tiết kiệm nhiều hơn, chi tiêu ít hơn và tránh bị lừa gạt. 13. Tôi cần ưu tiên lại chi tiêu của mình. Giá trị đích thực của bạn trong cuộc sống có thể được tìm thấy ở nơi bạn tiêu tiền. Nếu bạn muốn có sự thay đổi có ý nghĩa, tích cực trong cuộc sống, thì bạn phải điều chỉnh thói quen chi tiêu của mình. 14. Luôn hỏi một cách lịch sự cho những gì tôi muốn. Hãy luôn luôn đặt câu hỏi một cách dễ thương, với một nụ cười. Bạn sẽ nhận lại một câu trả lời xứng đáng. 15. Tôi phải thoát khỏi nợ nần. Miễn nợ. 16. Tôi là giám đốc điều hành của chính mình lúc về hưu. Hãy là giám đốc điều hành của thời kỳ nghỉ hưu của bạn. 17. Tôi không cần phải giả vờ trở thành nhà đầu tư. Khi nói đến đầu tư, nếu bạn không hoàn toàn tích cực những việc phải làm, thì đừng làm gì cả. Hãy gửi nó vào ngân hàng. Nó sẽ luôn ở đó và sinh lời cho bạn. 18. Tôi không thông minh hơn thị trường. Đa dạng hóa danh mục đầu tư của bạn vì thị trường biết nhiều hơn bạn. 19. Tôi nên tìm các khoản đầu tư chắc chắn. Lợi suất danh mục đầu tư, dòng tiền là một trong số ít khả năng có thể dự đoán trong một thị trường không thể đoán trước được. 20. Tôi luôn biết mình đang phải trả bao nhiêu. Khi nói đến tiền của bạn, không gì quan trọng hơn là biết bạn có bao nhiêu và nó ở đâu. Và nếu đó là các khoản đầu tư, bạn phải biết các khoản đầu tư của mình đang khiến bạn tốn kém bao nhiêu. 21. Tôi phải cho đi để nhận lại. Hãy cống hiến, đóng góp và tạo ra giá trị to lớn cho người khác và thế giới sẽ đến với bạn. 22. Tự do tài chính là mục tiêu cuối cùng của tôi. 3 chìa khóa quan trọng là tự do, tiền bạc và công cụ. 23. Kiểm soát tiền, kiểm soát cuộc sống. Giáo dục tài chính là sự tự vệ cho tiền của bạn. Hãy giành lại quyền kiểm soát tiền để bạn có thể giành lại quyền kiểm soát cuộc sống của chính mình. Phần 11. 108 câu thần chú thu hút tiền bạc và sự giàu có ngay lập tức bằng luật hấp dẫn. Quý vị thân mến, trong đời sống, ai cũng muốn tiến tới sự thịnh vượng và vương giả về mặt kinh tế tài chính. Bên cạnh những nỗ lực thao tác, kiếm tiền, tất cả chúng ta cũng cần tu dưỡng niềm tin của mình. Điều này sẽ giúp tất cả chúng ta liên kết can đảm và mạnh mẽ hơn với vũ trụ và hoàn toàn có thể kiếm được nhiều tiền hơn. Dưới đây là 108 câu thần chú thu hút tài lộc và sự giàu có bằng luật hấp dẫn. Vậy thần chú thu hút tiền bạc và sự giàu có bằng luật hấp dẫn là gì? Những câu thần chú thu hút tài lộc bằng luật hấp dẫn, hoặc là những câu nói chứng minh và khẳng định giúp tiềm thức của bạn liên kết can đảm và mạnh mẽ hơn với vũ trụ. Từ đó, bạn sẽ triển khai quá trình phát minh sáng tạo một cách thụ động với vũ trụ. Và rồi, điều kỳ diệu sẽ xảy ra khi mọi số tiền tài mà bạn cần tìm cách đến với bạn. Nếu đây là lần đầu tiên bạn nghe tới khái niệm luật hấp dẫn, bạn nên tìm hiểu và khám phá một số video hoặc bài viết về chủ đề này trước khi thực hành thực tế thần chú. Thần chú thu hút tiền bạc và sự giàu có bằng luật hấp dẫn hoạt động như thế nào? Khác với những câu thần chú thu hút sự thịnh vượng khác, câu thần chú luật hấp dẫn này
sẽ hoạt động dựa trên quy trình sáng tạo bằng luật hấp dẫn. Khi tìm hiểu về luật hấp dẫn, bạn đã biết mọi thứ trong vũ trụ này đều là năng lượng. Do đó, nếu bạn nâng cao tần số rung động của mình và tần số đó trùng với tần số của sự thịnh vượng, thì bạn sẽ thu hút được sự giàu sang vào đời sống của mình. Khi vận dụng những câu thần chú giàu có này, bạn cần tìm một nơi yên tĩnh và nỗ lực tập trung chuyên sâu, hoàn toàn có thể để đưa sự giàu có vào tiềm thức. Tiềm thức là nơi giúp bạn liên kết với vũ trụ. Từ đó, bạn sẽ thu hút được tiền tài vào đời sống của mình. Để có thể thu hút tiền bạc được nhanh nhất và đúng như bạn muốn, bạn cần chú ý một số điều sau đây. Nên niệm thầm câu thần chú thu hút tiền bạc lúc chuẩn bị đi ngủ hoặc sáng sớm mới thức dậy. Đây là khoảng thời gian có sự giao thoa giữa tiềm thức và ý thức. Niệm thần chú vào lúc này là tốt nhất. Bạn cũng hoàn toàn có thể niệm vào những lúc khác trong ngày tùy theo hoàn cảnh của bạn. Nên bật nhạc tĩnh tâm khi niệm câu thần chú thu hút tiền bạc. Để câu thần chú thu hút tiền tài hoàn toàn có thể phát huy hiệu quả, bạn phải chú ý quan tâm tập trung chuyên sâu 100% vào thần chú trong quy trình niệm. Không được làm bất kể việc làm gì khác. Đặc biệt, bạn không được xem Facebook, nghe nhạc có lời khi niệm. Những loại nhạc có lời sẽ khiến tâm trí bạn bị cuốn theo lời bài hát. Như vậy, tâm trí không còn tập trung vào câu chú và thần chú sẽ không có hiệu quả. Nên triển khai trong 7 ngày liên tục. Để mang lại hiệu suất cao tốt nhất, bạn nên triển khai thần chú này trong 7 ngày hoặc nhiều hơn. Xin nhắc lại là liên tục, không ngắt quãng. Bây giờ tất cả chúng ta sẽ mở màn khám phá những câu thần chú thu hút tài lộc. Bạn hoàn toàn có thể lưu lại video này để triển khai nó liên tục. 1. Tôi đủ đầy về mặt tiền bạc. 2. Tôi có sự sung túc mà tôi muốn. 3. Tôi giàu có. 4. Tôi thịnh vượng. 5. Tôi đang thu hút tiền bạc đến với tôi. 6. Tôi càng ngày càng có nhiều tiền bạc. 7. Tiền bạc đang đến với tôi. 8. Tôi là nam châm thu hút tiền bạc. 9. Tôi có số tiền mà tôi muốn. 10. Tôi cùng tần số với tiền bạc. 11. Tôi cùng tần số với sự giàu sang. 12. Tôi cùng tần số với sự sung túc. 13. Tôi yêu tiền bạc vô điều kiện. 14. Tôi yêu sự giàu sang vô điều kiện. 15. Tôi yêu sự sung túc vô điều kiện. 16. Tôi có sự may mắn về tiền bạc mà tôi muốn. 17. Tôi là người may mắn trong tài chính. 18. Cuộc sống tài chính của tôi tốt lên. 19. Tôi ngày càng thu hút nhiều tiền. 20. Tôi hạnh phúc với tiền bạc. 21. Tôi biết ơn tiền bạc. 22. Tôi trân trọng cuộc sống này. 23. Tôi cảm thấy biết ơn vì đã được sống trên đời. 24. Tiền bạc tìm đến với tôi. 25. Tôi thu hút tiền bạc. 26. Tôi là tiền bạc. 27. Tôi là sự giàu sang. 28. Tôi là sự sung túc. 29. Tôi yêu tiền bạc vô điều kiện. 30. Tôi đủ đầy về mặt tiền bạc. 31. Tôi có sự sung túc mà tôi muốn. 32. Tôi giàu có. 33. Tôi thịnh vượng. 34. Tôi đang thu hút tiền bạc đến với tôi. 35. Tôi càng ngày càng có nhiều tiền bạc. 36. Tiền bạc đang đến với tôi. 37. Tôi là nam châm thu hút tiền bạc. 38. Tôi có số tiền mà tôi muốn. 39. Tôi cùng tần số với tiền bạc. 40. Tôi cùng tần số với sự giàu sang. 41. Tôi cùng tần số với sự sung túc. 42. Tôi yêu tiền bạc vô điều kiện. 43. Tôi yêu sự giàu sang vô điều kiện. 44. Tôi yêu sự sung túc vô điều kiện. 45. Tôi có sự may mắn về tiền bạc mà tôi muốn. 46. Tôi là người may mắn trong tài chính.
47. Cuộc sống tài chính của tôi tốt lên từng ngày. 48. Tôi ngày càng thu hút nhiều tiền. 49. Tôi hạnh phúc với tiền bạc. 50. Tôi biết ơn tiền bạc. 51. Tôi trân trọng cuộc sống này. 52. Tôi cảm thấy biết ơn vì đã được sống trên đời. 53. Tiền bạc tìm đến với tôi. 54. Tôi thu hút tiền bạc. 55. Tôi là tiền bạc. 56. Tôi là sự giàu sang. 57. Tôi là sự sung túc. 58. Tôi yêu tiền bạc vô điều kiện. 59. Tôi đủ đầy về mặt tiền bạc. 60. Tôi có sự sung túc mà tôi muốn. 61. Tôi giàu có. 62. Tôi thịnh vượng. 63. Tôi đang thu hút tiền bạc đến với tôi. 64. Tôi càng ngày càng có nhiều tiền bạc. 65. Tiền bạc đang đến với tôi. 66. Tôi là nam châm thu hút tiền bạc. 67. Tôi có số tiền mà tôi muốn. 68. Tôi cùng tần số với tiền bạc. 69. Tôi cùng tần số với sự giàu sang. 70. Tôi cùng tần số với sự sung túc. 71. Tôi yêu tiền bạc vô điều kiện. 72. Tôi yêu sự giàu sang vô điều kiện. 73. Tôi yêu sự sung túc vô điều kiện. 74. Tôi có sự may mắn về tiền bạc mà tôi muốn. 75. Tôi là người may mắn trong tài chính. 76. Cuộc sống tài chính của tôi tốt lên từng ngày. 77. Tôi ngày càng thu hút nhiều tiền. 78. Tôi hạnh phúc với tiền bạc. 79. Tôi biết ơn tiền bạc. 80. Tôi trân trọng cuộc sống này. 81. Tôi cảm thấy biết ơn vì đã được sống trên đời. 82. Tiền bạc tìm đến với tôi. 83. Tôi thu hút tiền bạc. 84. Tôi là tiền bạc. 85. Tôi là sự giàu sang. 86. Tôi là sự sung túc. 87. Tôi yêu tiền bạc vô điều kiện. 88. Tôi đủ đầy về mặt tiền bạc. 89. Tôi có sự sung túc mà tôi muốn. 90. Tôi giàu có. 91. Tôi thịnh vượng. 92. Tôi đang thu hút tiền bạc đến với tôi. 93. Tôi càng ngày càng có nhiều tiền bạc. 94. Tiền bạc đang đến với tôi. 95. Tôi là nam châm thu hút tiền bạc. 96. Tôi có số tiền mà tôi muốn. 97. Tôi cùng tần số với tiền bạc. 98. Tôi cùng tần số với sự giàu sang. 99. Tôi cùng tần số với sự sung túc. 100. Tôi yêu tiền bạc vô điều kiện. 101. Tôi yêu sự giàu sang vô điều kiện. 102. Tôi yêu sự sung túc vô điều kiện. 103. Tôi có sự may mắn về tiền bạc mà tôi muốn. 104. Tôi là người may mắn trong tài chính. 105. Cuộc sống tài chính của tôi tốt lên từng ngày. 106. Tôi ngày càng thu hút nhiều tiền. 107. Tôi hạnh phúc với tiền bạc. 108. Tôi biết ơn tiền bạc. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa xem xong trên đây là bài chia sẻ làm thế nào để trở thành một thỏi nam châm hút tiền, 6 quy luật biến bạn trở thành một thỏi nam châm hút tiền, 8 câu bí mật tâm lý giúp người giàu trở thành thỏi nam châm hút tiền, đa số người nghèo ngần ngại nên chẳng thể đổi đời, bí mật của những bậc thầy kiếm tiền, tập trung làm 5 điều này còn quan trọng hơn là kiếm được tiền tỷ trước mắt. 99% lời khuyên về làm giàu đều được tóm gọn trong 10 chữ này. Ai cũng hiểu nhưng không biết thực hiện ra sao. Làm việc nhiều, tiêu tiền ít, đầu tư khác biệt. Học cách tối giản về tiền, tiết kiệm ngay khi có lương, chắc chắn phải lập quỹ khẩn cấp.
5 điều cần khắc cốt ghi tâm của người làm chủ tiền tài. Không bị đồng tiền chi phối, của cải nhiều vô kể, nhưng đời người chỉ có một. Chuyên gia tâm lý học cho biết, có 7 kiểu tính cách về tiền bạc, bạn thuộc loại nào? Đặc biệt hơn, ở phần cuối video này là phần chia sẻ 45 quy tắc thịnh vượng ai cũng nên khắc cốt ghi tâm, những câu thần chú về tiền bạc giúp bạn làm chủ sự giàu sang và thành công. 108 câu thần chú thu hút tiền bạc và sự giàu có ngay lập tức bằng luật hấp dẫn. Chúc bạn sức khỏe dồi dào, bình an, hạnh phúc, thành công và thịnh vượng. Nếu quý vị thấy video hữu ích thì xin đừng quên nhấn like, chia sẻ video và đăng ký ủng hộ kênh. Nhớ nhấn vào nút hình cái chuông để không bỏ lỡ những video mới nhất của chúng tôi mỗi khi phát sóng bạn nhé. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video clip. Xin kính chúc quý vị và các bạn luôn luôn mạnh khỏe, bình an, thành công. Xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo.